Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Nông dân tỉnh trao bò sinh sản cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lâm. Thị xã Nghi Sơn phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự kỳ họp có ông Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ, đại diện ban tổ chức tỉnh ủy. Về phía thị xã có ông Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, các ông bà trong ban thường vụ thị ủy. Ông Phạm Văn Ninh, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã xem xét, thảo luận các tờ trình, gồm tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19 đối với ông Nguyễn Văn Dương do nghỉ chế độ theo Nghị định 26 của Chính phủ. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19 đối với ông Nguyễn Văn Long do đảm nhiệm nhiệm vụ công tác mới. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19 đối với ông Mai Đức Hùng do nghỉ chế độ theo Nghị định 26 của Chính phủ. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Bá Duyên do đảm nhiệm nhiệm vụ công tác mới. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Đình Tùng do đảm nhiệm nhiệm vụ công tác mới và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân đối với bà Lê Thị Kim Hằng do đảm nhiệm nhiệm vụ công tác mới. Kỳ họp đã xem xét thảo luận tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu kiện toàn hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và nhân sự ứng cử bầu kiện toàn hai ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bầu Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân, bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân. Theo đó, ông Hồ Đình Tùng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Lê Thị Kim Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn được bầu làm Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã. Các ông Mai Sĩ Lân và Bùi Tấn Tự được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Duy Trung, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân và ông Đỗ Xuân Cường, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng được bầu vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn cũng đã thông qua đề án thành lập phòng kinh tế và phòng quản lý đô thị trên cơ sở tổ chức lại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng kinh tế hạ tầng. Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân, ông Phạm Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đã đề ra. Tại kỳ họp, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Hội đồng Nhân dân thị xã đã tiến hành miễn nhiệm và bầu kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn khóa 26 nhiệm kỳ 2020
2025 với kết quả tín nhiệm rất cao. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn thành lập phòng kinh tế và phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Xin được chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng Nhân dân bầu giữ các chức vụ của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã. Với cương vị công tác mới, các đồng chí hãy phát huy trí tuệ, phẩm chất đạo đức, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, các vị đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã và chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và các ban ngành cấp tỉnh. Xin cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo đại diện trong các ban tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã. Cảm ơn sự phối hợp của các Ủy ban Nhân dân thị xã, các cơ quan tổ chức hữu quan đã đóng góp vào thành công của kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã và chủ tọa kỳ họp, tôi xin gửi đến các quý vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng ngày 10 tháng 9, tại công sở xã Trường Lâm, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức trao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn theo chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tới dự có đại diện Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Thanh Hóa. Về phía thị xã có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, sau khi khảo sát và thống nhất, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn trao 36 con bò cái sinh sản cho 36 gia đình hộ nghèo của xã Trường Lâm. Số bò trên được kiểm tra về chất lượng tại các trại bò uy tín. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi con bò là 10 triệu đồng. Số tiền đối ứng còn lại dao động từ 3 đến 5 triệu đồng trên con để có bò cái sinh sản theo yêu cầu. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo, vươn lên, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi trao bò, ông Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh đối với xã Trường Lâm nói riêng và thị xã Nghi Sơn nói chung. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các địa phương của thị xã tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh, nhất là các xã còn gặp nhiều khó khăn. Các hộ nghèo của xã Trường Lâm nhận được bò sinh sản đợt này phải thực hiện đúng cam kết với Ủy ban Nhân dân thị xã, chăm sóc tốt đàn bò để sau 2 năm đàn bò số lượng được tăng lên. Xã Trường Lâm có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, hỗ trợ các gia đình chăm sóc tốt đàn bò để nhân rộng mô hình thiết thực hiệu quả này trong toàn thị xã. Ngày 13 tháng 9, Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức triển khai chặng 2 chương trình Những bước chân vì cộng đồng cho gần 100 đoàn viên thanh niên của Đoàn trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị đoàn chủ trì chương trình. Chương trình Những bước chân vì cộng đồng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức nhằm nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của hội viên đoàn viên thanh niên. Trong chương trình, các đoàn viên thanh niên của Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 sẽ được các đồng chí thị đoàn hướng dẫn các thao tác, tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Strava trên thiết bị điện thoại thông minh, sau đó truy cập và đăng ký thành viên trên website của chương trình, kết nối tài khoản trên website chương trình với tài khoản ứng dụng Strava, đăng ký giải chạy để tham gia chương trình và sử dụng ứng dụng Strava khi đi bộ hoặc chạy để ghi nhận số km đạt được. Với mỗi 1 km, vận động viên chạy hoặc đi bộ sẽ nhận được 1.000 đồng vào Quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Sau các thao tác kết nối, 100 đoàn viên thanh niên của Đoàn trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 đã xuống đường thực hiện đi bộ, chạy bộ. Kết quả sau buổi đầu ra quân, chặng 2, bước chân vì cộng đồng, các đoàn viên thanh niên Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 đã đi bộ, chạy bộ, tổng cộng các lượt được 600 km. Vừa qua, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện 2 Nghi Sơn tổ chức bàn giao thiết bị y tế cho Trạm Y tế Phường Hải Thượng. Sự buổi lễ bàn giao
có đại diện ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Điện 2 Nghi Sơn, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Hải Thượng. Theo đó, đơn vị đã tặng trạm y tế Hải Thượng một máy tạo oxy, một máy đo tim thai, một bàn tiểu phẫu đa năng, một nồi hấp tiệt trùng và một bồn rửa tay tiệt trùng với tổng trị giá 64 triệu đồng. Thông qua việc trao tặng trang thiết bị y tế cho trạm y tế phường Hải Thượng của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện 2 Nghi Sơn đã thể hiện sự quan tâm đến công tác an sinh xã hội, phát huy được tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng, nâng cấp bổ sung trang thiết bị y tế nhằm nâng cao hiệu quả trong việc khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong vùng ngày càng tốt hơn. Cũng trong dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện 2 Nghi Sơn trao tặng trạm y tế Hải Hà một số trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Ngày 12 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hải Hà phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 tổ chức lớp tập huấn kiến thức phân loại và làm phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt hộ gia đình. Tới dự có ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền cùng các tổ chức chính trị xã hội xã Hải Hà, đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2. Hải Hà là xã ven biển có diện tích chật hẹp, trong khi dân số đông với hơn 11.000 nhân khẩu. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cao dẫn tới lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường rất lớn, nhưng chưa được phân loại và tận dụng đúng cách, gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hà phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 xây dựng mô hình thí điểm, phân loại và làm phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt và phế phẩm nông nghiệp tại 10 hộ gia đình tại thôn Hà Phú, xã Hải Hà. Theo đó, 10 hộ gia đình được tham gia lớp tập huấn kiến thức phân loại và làm phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, chuẩn bị triển khai xây dựng mô hình điểm từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Tại lớp tập huấn, trong thời gian một ngày, các hộ gia đình được giảng viên Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt các kiến thức, nguyên lý cơ bản về ủ phân hữu cơ, phương pháp ủ phân Takakura Nhật Bản và các nội dung quan trọng khác. Lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị kiến thức cho người dân về phân loại xử lý rác thải sinh hoạt và phế phẩm nông nghiệp, hạn chế tình trạng vứt rác ra môi trường, vừa cải thiện môi trường sống và sức khỏe cho con người, vừa tận dụng rác làm phân hữu cơ trồng rau sạch tại các hộ gia đình, từ đó tuyên truyền nhân rộng ra toàn xã. Thực hiện chỉ thị số 15 CTUBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường làm việc trên môi trường điện tử trong cơ quan nhà nước. UBND phường Hải Lĩnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện, đồng thời trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn và các phần mềm hỗ trợ trên môi trường điện tử. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2020, 100% các văn bản hồ sơ của phường Hải Lĩnh đã được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử, trừ các văn bản mật theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Ủy ban dân phường tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử, triển khai thực hiện nghiêm túc cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin gắn chặt chẽ với các cái chương trình cải cách thủ tục hành chính, tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Ủy ban dân phường, cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến để đảm bảo mức độ 3, mức độ 4 trên diện rộng, đảm bảo an toàn và an ninh mạng nhằm nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động của Ủy ban dân phường. 100% văn bản hồ sơ công việc của Ủy ban dân phường thì được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử, từ các văn bản có nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm phần mềm theo dõi nhiệm vụ và phấn đấu là 20% người dân và doanh nghiệp
sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong các giao dịch hành chính. Thời gian tới thì tiếp tục tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân tích cực tham gia đăng ký các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang được triển khai trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Giải phóng mặt bằng thị xã Nghi Sơn và các xã có tuyến đường đi qua đã và đang tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phần đầu đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn có tổng chiều dài 21,6 km, đi qua 5 xã, diện tích đất phải thu hồi là 176,5 hectare với 1.345 bộ hộ bị ảnh hưởng, bao gồm đất ở 497 hộ, đất sản xuất nông nghiệp 848 hộ, số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư là 164 hộ. Đến thời điểm này, thị xã Nghi Sơn và các xã đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản trên đất tại các xã bị ảnh hưởng, hoàn thành công tác xét nguồn gốc đất cho 1.345 hộ trên 1.345 hộ, đã thu hồi là 175,4 trên 176,5 hectare, đạt 99,38%, với tổng số hộ thu hồi là 1.314 hộ trên 1.345, đạt 97,7%, còn lại 35 hộ trên 1,1 hectare tại xã Tân Trường chưa ban hành quyết định thu hồi. Cùng với đó, việc di rời công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật đang được khẩn trương thực hiện. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng 2 trên 4 khu tái định cư tập trung tại Trường Lâm và Phú Lâm. Đối với khu tái định cư Tân Trường, đang thi công hoàn thành 80% khối lượng hợp đồng. Khu tái định cư Phú Sơn thi công hoàn thành 70% khối lượng hợp đồng. Thị xã đang phấn đấu sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 30 tháng 9. Đến nay thì các cái công việc còn lại đang phải tiếp tục, đó là hội đồng bồi thường sẽ thực hiện cái việc thông báo để yêu cầu đề nghị các cái hộ gia đình đã nhận tiền đầy đủ các cái chính sách như là thực hiện việc bàn giao mặt bằng trên thực địa để bàn giao cho nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân các xã, hội đồng xác định, hội đồng xét tái định cư của thị xã đang tiếp tục rà soát những cái đợt cuối cùng về cái việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình tại các cái khu tái định cư để mà thực hiện cái xây dựng các cái nơi ở mới, người dân sớm ổn định để mà bàn giao mặt bằng cho dự án. Đồng thời là đối với các cái trường hợp mà người dân có kiến nghị, khiếu nại thì cũng đang được Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo thanh tra Phòng Tài nguyên Môi trường, Hội đồng Bồi thường là tập trung để mà giải quyết các cái khiếu nại, kiến nghị của nhân dân. Cùng với các cái nhiệm vụ nêu trên thì Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã thành lập các cái đoàn công tác để thực hiện cái việc vận động thuyết phục người dân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng là tiếp tục thực hiện cái việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đối với các hộ mà sau khi đã vận động thuyết phục mà vẫn tiếp tục không chấp hành cái quyết định thu hồi đất, không bàn giao mặt bằng thì sẽ được rà soát, lập danh sách để mà báo cáo với Ủy ban nhân dân thị xã là ban hành cái quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Các cái công việc, nội dung công việc này sẽ được triển khai và rà soát hoàn thành trước cái ngày 30 tháng 9 năm 2020. Cái dự án này có được cái kết quả như ngày hôm nay thì chúng tôi ngoài cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị thì đây là cái sự đồng thuận rất cao của nhân dân ở vùng có dự án. Chúng tôi mong rằng trong cái thời gian sắp tới, những người dân trong vùng dự án tiếp tục có cái sự ủng hộ và đồng thuận với nhà nước trong cái triển khai thực hiện dự án, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đúng tiến độ và theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.